Xin mến chào tất cả bác nhá. Ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ là mixer XA16 Pro gửi cho anh tặng nhá, Lê Thành tặng. Với giá là 8 triệu 2 thì bên em sẽ bao ship cho anh em nhá. Đây. Con này thì em vừa về được ít hàng ấy. Thì hôm nay có bác này lấy thì em cũng hôm trước thì dở ra test rồi, hôm nay thì test tiếp anh em nhá. Trước khi gửi em test tiếp. Con này thì mixer này thì khá nhiều anh em trên YouTube bán rồi đúng không ạ? Khá nhiều anh em bán rồi. Và em cũng chỉ là người cũng bán như anh em thôi. Nên đâm ra là cái chất âm thì chắc cũng khỏi phải bàn anh em nhé. Không phải bàn nữa rồi. Cái chất âm con này thì cũng khá là chuyên nghiệp. Và là một dòng mixer là rất dễ tiếp cận anh em. Về đầu tiên là cái giá của nó anh em nhé. Giá dễ tiếp cận và cái chỉnh chọt nó cũng dễ anh nhé. Không quá khó chỉnh và nó phù hợp cho anh em chơi sự kiện hoặc là đầu tư ít anh em nhé. Đầu tư ít thì anh em chơi con này. Anh hơi kéo cái này ra thì hơi kéo ra thì đấy. Đấy. Rồi ok đấy. Thì đầu tư nó không quá nhiều và cái chất lượng âm thanh nó đưa ra ok anh em nhé. Con này thì đây, con này thì sử dụng 16 line anh em nhé. 16 line thì mấy cái line này nó sử dụng cho phần rắc này là rắc AV, còn mấy cái line này đến nó lên line 12 là nó sử dụng Canon này, 9-10 là nó sử dụng là hai đầu Canon, còn đến 8 là bắt đầu là ba lăng anh em nhé, ba lăng đây, đấy, đấy, ba lăng. Nói chung là con này là một con rất là dễ chơi và tinh chỉnh nó cũng đơn giản, nó không có gì khó cả. Là tí nữa em sẽ test thử cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Nói chung là chơi con này thì anh em cứ yên tâm đi. Nhiều anh em bán thì được hỗ trợ nhiều. Và cái chất âm của nó cũng hay, hai effect riêng biệt, phù hợp cho anh em chơi sự kiện. Đấy, rồi ok. Anh cho em xin được nhạc cái. Đấy, em sẽ cho hết 12 giờ anh em nhé. Để cho anh em nó được cái chất âm hay nhất. Nói chung là con này chất âm hay ấy, anh em nhé, hay trong tầm giá. Nhiều thật ra là nó có nhiều các mixer khác nhưng mà giá nó cũng cao nữa. Đâu xem nào, đây là đây. Line là mở ra này, 13-14 đây. Đó. Rồi bật nha. Rồi. Đây. 13-14 đây. 13-14 nhả. Ok. Rồi. Rồi. Đây để em xem lại nè. Rồi, loa cắm ok này. Đấy, stereo này. À đây, on. Đó, ok. Anh em lưu ý nhé, vừa rồi em cũng quên đấy, những cái on này anh em phải ấn vào anh em nhé. Cái on phải ấn vào, những dùng line nào thì anh em phải ấn vào nhé. Đấy. Đấy. Anh Tuấn xem lại cho em cái rắc, nó mới ra được một kênh nhé. Đó. Đây này, sợ nhất là cái rắc này này. Đấy. Cắm lại cái rắc. Đó. Cái này thì là của bên em tự hàn. Đấy, sẽ phải cắm lại. Tự hàn nếu mà lỗi thì chúng ta lại hàn lại thôi. Vẫn không có tiếng. Vẫn không có tiếng. Đấy, vẫn không có tiếng. Phải kiểm tra lại. Đấy. Phải cắm lại hết rắc này nhé. Rồi. Đấy, em làm video chân thực luôn cho anh em cùng tham khảo nhé. Đây, bác, đây, ba lăng. Đấy, ok, ba lăng này thì thêm, đây này anh em tìm hiểu thêm này, để phải để mức giữa nhé. Để về xuôi bên nào thì nó sẽ chỉ nghiêng về bên đấy thôi anh em nhé. Đấy, con này thì nó vừa mới bóc ra. Đấy, ok, một kênh này, hai kênh. Ok, ok, chơi anh em. Đấy. Rất đơn giản anh em nhé.
Đấy là đơn giản, đây là mình đã set để nó ra được cái tiếng anh em nhé. Đấy, set cho anh em ra cái tiếng để anh em cùng test. Và bây giờ em sẽ test mic. Đấy, ok chưa? Đây là bát Minh Trang này. Đấy, đấy chép này. Đấy, bát này. Đấy, anh em nghe chưa? Đấy, ok chưa? Chép này. Ok chưa? Đấy, bây giờ em sẽ test cái mic. Thì mic em đang sử dụng là mic mic U900 anh em nhé. À, mic U900 đây. À. Rồi sẽ chân mic xem nào. 6. Alo. 1 2 5 6. Alo. Đây là cái tiếng mic mic thô anh em nhé. À, 6 6. Đây là tiếng mic thô, chưa qua, chưa dùng effect. Thì anh em đang nghe cái tiếng mic thô thì anh em thể nghe thấy nó rất là nghe rất là ok. Nói chung là nghe nó rất là chắc tiếng anh em nhé. Không bị xì, không bị vỡ tiếng. Và với cái con mixer này thì là một trong những cái con mixer mà em đánh giá là cái chất âm của nó rất là hay, nó sạch anh em nhé. Và với cái con này ấy, đây cho anh em xem luôn. Đây là các effect của nó. Anh em đây là đang cài sẵn cái những cái, đây là cài sẵn anh em nhé, cài sẵn. Đấy, để cho anh em xem cái thông số của nó. Nó hơi bị đấy. Đây là cho anh em nhìn các thông số chưa? Ok chưa? Đó. Các thông số anh em nhé. Anh em nếu mà để lệch thì anh em có thể chỉnh lại cái thông số như này. Và bây giờ em sẽ để cho anh em nghe cái effect của nó anh em nhé. 6 7 8 9. Ê ê ê ê. Đây là tiếng gì vợt anh em nhé. Tiếng vợt này cũng khá là sạch. 1 2 5 6 7 8 9. Em đang cắm trực tiếp từ mixer xuống cục đẩy anh em nhé. Cắm từ mixer, em cắm xuống cục đẩy. À, cục đẩy VL2.12 anh em nhé. Đang để ở cái reverb. À, ok, so bây giờ sẽ là stair. Sẽ là ở cái delay echo 67899. Ấy thì anh em nghe 67899. 67899. À, rất là cái tiếng delay rất là đẹp anh em nhé. Sao à, đến một tí vật 67899. À đơn 1 2 5 6. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó? 6789 1256. Ai thì anh em nghe, đây là delay này. 6789 đó, tiếng delay rất là mềm. Đây là tiếng vật 6789. Rất là hay đúng không ạ? Với con XA16 Pro này thì như em nói rồi, giá là 8.2 triệu. Thì bên em sẽ bao ship cho tất cả anh em nhé. À, thì cái con này thì thật ra là em đã test rất là nhiều anh em nhé, test rất là nhiều và hầu như là cái tiếng của nó rất là hay. Đấy, thử từng like nhé. Đấy, em test từng like cho anh em. Sáu. À, ok chưa? Test từng like. Sáu. Một hai năm sáu bảy. Đó. Test từng like để chắc chắn là hoạt động bình thường anh em nhé. Hoạt động bình thường. 6789. Đấy, thì đơn giản thôi, không gì. 6789 1256. Sáu. Sáu. 1256789. Sáu. Rất là hoàn hảo luôn anh em nhé. 6789. Và có hai lưu ý dành cho anh em. Tức là thứ nhất là nếu mà anh em cắm vào line nào, anh em phải ấn on cái line đi lên anh em nhé. Ấn on lên. Đấy. Đừng để ập như này, đúng không ạ? Ấn on này lên, đúng không ạ? Cái thứ hai là anh em nhìn vào cái nút pan này. Nút pan nó là trái phải như lúc vừa em dùng ấy, thì để bên này thì nó chỉ được một loa thôi. Để bên này thì nó cũng chỉ được một loa thôi anh em nhé. Anh em phải cái nút pan này, anh em phải để cái nút này phải để ở giữa thì nó mới được đều hai loa anh em nhé. Đấy, đây là hai lưu ý cho anh em. Có thể là tham khảo anh em nhé. Còn nếu cái đường effect này thì anh em thể di chuyển được anh em nhé. Có thể là chỉnh đây về anh em có thể vọc, anh em có thể ấn trên cái này
đấy, tăng giảm đấy, tăng giảm trên này, sò 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 bảy tám chín đấy, tăng giảm trên này, sò bảy tám chín sò bảy, rất là nhiều các chế độ khác nhau đấy. Thì anh em về anh em có thể tinh chỉnh, và đây là em đã tinh chỉnh sẵn cho anh em rồi, và anh em chỉ việc là anh em chơi thôi anh em nhé. Sò ê ê, tiếng mít thô rất là hay, sò thêm chút vần nữa này, thêm chút vần nữa này, tuyệt vời luôn anh em nhé. Thế này là anh em có thể hát được đấy. Nếu mà ai hát hay chỉ cần một chút vần thế này thôi là anh em thể chơi tốt rồi anh em nhé. Sò bảy tám chín. Ok, thì bây giờ em sẽ đóng con mixer này vào và chuyển cho bác khách này luôn. Test xong rồi, rất đơn giản anh em nhé. Cảm ơn bác đã tin tưởng đặt cọc trước 500.000. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Anh em xem video thấy hay thì nhớ cho xin một like. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.